Tối ngày 30 tháng 8, thêm 14.224 ca mắc COVID-19, tăng 1.467 ca so với hôm qua. Bản tin dịch COVID-19 tối ngày 30 tháng 8 của Bộ Y tế cho biết có 14.224 ca mắc COVID-19, tăng 1.467 ca so với hôm qua. Bình Dương đang có số mắc nhiều nhất với 6.050 ca. Trong ngày có 9.014 bệnh nhân khỏi. Thông tin các ca mắc COVID-19 mới, tính từ 17 giờ ngày 29 tháng 8 đến 17 giờ ngày 30 tháng 8. Trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.224 ca nhiễm mới. Trong đó, 5 ca nhập cảnh và 14.219 ca ghi nhận trong nước tại Bình Dương 6.050, Thành phố Hồ Chí Minh 5.889, Long An 524, Đồng Nai 491, Tiền Giang 221, Khánh Hòa 126, Hà Nội 110, An Giang 90, Kiên Giang 73, Nghệ An 68, Tây Ninh 56, Đà Nẵng 54, Bình Thuận 46, Thừa Thiên Huế 40, Đồng Tháp 37, Cần Thơ 36, Trà Vinh 36, Bà Rịa Vũng Tàu 33, Quảng Bình 30, Quảng Ngãi 30, Đắk Lắk 24, Bình Định 20, Sóc Trăng 19, Thanh Hóa 18, Bình Phước 15, Phú Yên 14, Bến Tre 11, Quảng Nam 10, Vĩnh Long 7, Ninh Thuận 7, Quảng Trị 6, Đắk Nông 5, Hà Tĩnh 4, Hậu Giang 4, Lâm Đồng 3, Bạc Liêu 3, Sơn La 2, Kon Tum 2, Hưng Yên 2, Bắc Ninh 2, Cà Mau 1, trong đó có 7.504 ca trong cộng đồng. Như vậy, trong 24 giờ qua, số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 1.467 ca. Tại Bình Dương tăng 636 ca, Thành phố Hồ Chí Minh tăng 932 ca, Long An giảm 9 ca, Đồng Nai tăng 114 ca, Tiền Giang tăng 66 ca. Số ca mắc COVID-19 trên thế giới tính đến chiều tối ngày 30 tháng 8, cả thế giới có 217.350.532 ca nhiễm, trong đó 194.287.242 khỏi bệnh, 4.517.882 tử vong và 18.545.408 đang điều trị, 113.566 ca diễn biến nặng. Trong ngày, số ca nhiễm của thế giới tăng 170.317 ca, tử vong tăng 3.536 ca. Châu Âu tăng 23.175 ca, Bắc Mỹ tăng 6.902 ca, Nam Mỹ tăng 254 ca. Châu Á tăng 136.514 ca, Châu Phi tăng 1.865 ca, Châu Đại Dương tăng 1.607 ca. Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 63.605 ca, trong đó Indonesia tăng 5.436 ca, Malaysia tăng 19.268 ca, Thái Lan tăng 15.972 ca, Philippines tăng 22.366 ca, Campuchia tăng 408 ca, Singapore tăng 155 ca. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 449.489 ca nhiễm, đứng thứ 59 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 163 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 4.572 ca nhiễm. Đợt dịch thứ 4 từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 445.291 ca, trong đó có 226.042 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 7 trên 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Quảng Ninh, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang. Có 5 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Hải Phòng, Điện Biên, Phú Thọ, Kon Tum. 5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là Thành phố Hồ Chí Minh 215.810, Bình Dương 110.258, Đồng Nai 23.132, Long An 21.457, Tiền Giang 9.438. Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19. 1. Số bệnh nhân khỏi bệnh. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 9.014. Tổng số ca được điều trị khỏi 228.816. 2. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.449 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 4.157, thở oxy dòng cao HFNC 1.247, thở máy không xâm lấn 105, thở máy xâm lấn 916, ECMO 24. 3. Số bệnh nhân tử vong trong ngày. Trên hệ thống thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 315 ca tử vong tại Thành phố Hồ Chí Minh 245, Bình Dương 39, Tiền Giang 7,
Long An 6, Đồng Nai 4, Đồng Tháp 3, Khánh Hòa 2, Đà Nẵng 1, Hà Nội 1, An Giang 1, Bến Tre 1, Bình Định 1, Bình Thuận 1, Sóc Trăng 1, Thừa Thiên Huế 1, Vĩnh Long 1. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 11.064 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới, 2,1%. Tình hình xét nghiệm. Trong 24 giờ qua đã thực hiện 536.647 xét nghiệm cho 626.126 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay đã thực hiện 13.329 mẫu cho 32.742.499 lô ốt người. Tình hình tiêm chủng vaccine COVID-19. Trong ngày 29 tháng 8 có 262.038 liều vaccine COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 19.710.560 liều, trong đó tiêm một mũi là 17.186.153 liều, tiêm mũi 2 là 2.524.407 liều. Những hoạt động của ngành y tế trong ngày, Bộ Y tế tiếp nhận 250.800 liều vaccine phòng COVID-19 AstraZeneca và vaccine Moderna do Chính phủ Cộng hòa Séc tài trợ cho Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh cho phép shipper nằm trong danh sách của Sở Công Thương và đã tiêm ít nhất một mũi vaccine sẽ được phép hoạt động ở các quận vùng đỏ kể từ ngày 30 tháng 8. Thành phố yêu cầu thực hiện xét nghiệm nhanh một ngày trên lần theo mẫu gộp 3 người. Thời gian xét nghiệm hàng ngày vào lúc 5 giờ đến 6 giờ 30 phút sáng do lực lượng quân y thực hiện tại các trạm y tế lưu động của 312 phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố. Yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn thành lập trung tâm chỉ huy để chỉ đạo, điều hành toàn bộ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Thành phố Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2021, Bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19, gọi tắt là Bệnh viện điều trị COVID-19 Y Hà Nội với quy mô 500 giường bệnh tại Hà Nội chính thức đi vào hoạt động. Đây là bệnh viện tuyến cuối trong bậc thang điều trị người bệnh COVID-19 tại khu vực thành phố Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc bao gồm Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Quảng Ninh và Lạng Sơn, tạm thời phong tỏa Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp để phục vụ công tác khoanh vùng, truy vết và điều tra dịch tễ. Tỉnh Quảng Bình, ngày 29 tháng 8, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Hới ban hành công văn hướng dẫn thí điểm áp dụng cách ly F1 tại nhà để phòng chống dịch COVID-19. Mời bạn đọc xem video đang được quan tâm.